Trung tâm cây giống Tam Đảo xin kính chào các bác, xin kính chào quý anh chị, bà con. Ngày hôm nay em lại có thời gian để tiếp tục thực hiện một video ngắn giới thiệu về một loại cây lâm nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao, và em là Biên, người đại diện cũng như sáng lập đơn vị Trung tâm cây giống Tam Đảo tại Tam Đảo Vĩnh Phúc. Với truyền thống đơn vị lâu năm, bọn em làm cây dược liệu và cây lâm nghiệp, thì cho đến nay thì bọn em cũng có đội ngũ kỹ sư nông nghiệp, kỹ sư lâm nghiệp có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là cũng có rất nhiều giáo sư quan tâm đến về kỹ năng cũng như là phát triển kinh tế về loại cây lâm nghiệp đối với đơn vị. Để hôm nay giới thiệu cho các bác và bà con chúng ta tiếp cận hình ảnh thực tế, cũng như là chúng ta lại trao đổi thêm một số thông tin liên quan đến cây kim giao, thời hạn trồng cây kim giao là bao nhiêu năm chúng ta sẽ thu hoạch, và gỗ kim giao giá trị của nó như thế nào. Ngày hôm nay thì các bác có thể nhìn và quan sát tại đây, chúng ta cũng có thể nhìn thấy hình ảnh thực tế đối với cây kim giao. Cây được gieo từ hạt, cao trung bình là từ 20 phân trở lên. Đấy, 20 phân trở lên. Sức khỏe ổn định và tiếp tục đang ra mầm để ra những nhánh mới. Đối với cây kim giao thì là một trong loại cây gỗ quý, vân gỗ thì thường rất là sáng. Và ngoài ra thì nó cũng là dòng gỗ ngày xưa được vua chúa sử dụng rất nhiều, làm đũa thử độc, rồi là làm que test thử độc các thứ rất là nhiều. Tuy nhiên thì đây là một trong những loại cây để lấy gỗ làm đồ thủ công mỹ nghệ cũng rất là tốt, vì nó làm những cái đồ đó bằng cái loại gỗ kim giao này thì nó rất là đẹp và nó sáng. Tuy nhiên thì thời gian chăm sóc và trồng cây này nó cũng có giá trị, nhưng mà thời gian thì nó cũng khá lâu, nó tương đương khoảng độ từ 17 đến 20 năm chúng ta thu hoạch trồng và phát triển cái kim giao. Đây thì chúng tôi cũng đánh giá là một trong những cây để chúng ta, bà con chúng ta nắm bắt để chúng ta có thể trồng. Ngoài ra thì cái tán và cái hình dáng của cây kim giao này sau này thì nó cũng là một cây rất là đẹp, nếu như chúng ta trồng ở gần nhà, chúng ta làm tán mát và làm cảnh quan cũng rất là tốt. Cái lá của cây này thì nó cũng rất là đặc thù, lá thì rất là thuôn, nhỏ, dài và lá có đuôi. Tuy nhiên thì đối với cây kim giao thì trên thị trường thì giống của nó không có nhiều, và đặc biệt thì giá thành của cây này thì nó cũng khá đắt đó. Bởi vì là cái chất lượng gỗ nó tốt thì giá thành nó cũng đắt thôi, và cái nguồn giống nó hiếm, và thị trường gỗ của nó bây giờ thì đang rất là ổn định. Nhưng mà tuy nhiên thì bất kỳ một cây nào cũng thế, bà con chúng ta trồng và chăm sóc thì cũng cần phải có những cái quy trình chăm sóc, và cũng như là chúng ta quan tâm và yêu thương cái cây một chút thì mọi điều nó sẽ đến nó nhanh hơn, một cây nó phát triển tốt hơn thì chúng ta sẽ nhanh có cái nguồn thu kinh tế hơn. Ngoài ra thì hôm nay chỉ làm video ngắn như thế này thôi. Thì bà con mà mua cây giống thì liên hệ trực tiếp cho em. Kỹ thuật trồng cây kim giao thì chúng ta cũng cần lưu ý, cây này thì chúng ta cũng có thể trồng dày được. Một hát thì trung bình chúng ta cũng trồng được khoảng từ 1.000 đến 1.500 cây, tùy vào từng địa hình. Chiều kỹ thuật trồng thì khoảng cách giữa các cây và các hàng đấy, bà con chúng ta lưu ý là chúng ta trồng từ 2x3 hoặc là 3x3 đó. Cây này thì trồng dày được hơn so với loại cây lâm nghiệp lớn. Đấy, và đặc biệt nữa là về cái lượng phân hàng năm, và bà con chúng ta cũng phải chú ý, chúng ta cây gì chúng ta trồng chúng ta cũng phải bón phân. Như cây lúa là cây thông dụng đơn giản nhất thì chúng ta cũng phải quan tâm rất nhiều thuốc sâu, thuốc ve, rồi cũng như là phân. Nhưng đối với cây lâm nghiệp thì khác, chúng ta quan tâm nó không nhất thiết phải như thế, nhưng mà tuy nhiên ấy, thì hàng năm chúng ta cũng cố gắng để ý 1-2 lần bổ sung phân cho cái cây kim giao này. Cái cây như này thì nó đã đạt tiêu chuẩn để trồng rồi. Đối với kim giao thì nó thuộc dòng cây gỗ cứng, bản chất nó thì từ ngày xưa thì nó cũng rất là những cây hiếm ở trong rừng rồi, chúng ta tìm nó mọc rất là thưa nhau. Đấy, cho nên là bây giờ cũng có rất nhiều khu vực, các vườn quốc gia họ trồng cây kim giao để họ bảo tồn những cái cây này, bởi vì nó là một dòng gỗ quý và đặc trưng của Việt Nam, cho nên là rất sợ là sau này nó sẽ bị mai một. Đấy, cho nên là cũng chia sẻ thêm những cái thông tin cho bà con như vậy. Thì về cái kỹ thuật trồng nó cụ thể nhất thì bà con có thể trực tiếp liên hệ cho tôi, và tôi là Biên, số điện thoại tôi đã để bên dưới màn hình dòng tiêu đề, hoặc là bà con có thể trực tiếp theo số điện thoại đó, bà con add Zalo để trao đổi trực tiếp với tôi, thì tôi sẽ luôn sẵn lòng hỗ trợ bà con bất cứ lúc nào. Khi tôi nhận được tin nhắn hoặc là nhận được điện thoại, tôi cũng sẽ hỗ trợ bà con tốt nhất. Tuy nhiên là đối với những cái thời điểm cao điểm mà đông người gọi quá thì bà con cũng thông cảm, có thể là chúng tôi chưa nghe được ngay, nhưng tôi sẽ gọi ngay lại lập tức để có thể trả lời cho bà con đó.
Cuối video thì cũng cảm ơn bà con rất nhiều đã theo dõi video này của Trung tâm Nuôi Giống Tam Đảo. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi ngày một phát triển hơn. Tôi có cái động lực tôi làm nhiều video hơn về các loại cây lâm nghiệp, gỗ quý. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của Trung tâm Nuôi Giống Tam Đảo.